Thưa quý vị, sáng ngày 21 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn. Đây là vụ án thuộc giai đoạn 2 của vụ án Hà Văn Thấm, xem xét trách nhiệm hình sự của các bị cáo trong việc chiếm đoạt tiền lãi ngoài hợp đồng gửi tiền vào ngân hàng đại dương. Bốn bị cáo trong vụ án này là cán bộ lãnh đạo của công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn bao gồm Vũ Văn Tùng sinh năm 1974, nguyên phó giám đốc Nguyễn Hoài Giang sinh năm 1968, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên, Phạm Xuân Quang sinh năm 1980, nguyên kế toán trưởng và Đinh Văn Ngọc sinh năm 1973, nguyên tổng giám đốc bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng trong thời gian từ năm 2009 đến năm 2014, thực hiện chỉ đạo của tập đoàn dầu khí quốc gia về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ của ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương là ngân hàng mà BVN góp 20% vốn điều lệ, công ty cổ phần lọc hóa dầu bình sơn đã gửi tiền có kỳ hạn và không kỳ hạn tại ocean bank chi nhánh quảng ngãi với vai trò là lãnh đạo của công ty lọc hóa dầu Bình Sơn, trong 2 năm 2013-2014, Vũ Mạnh Tùng, Nguyễn Hoài Giang, Phạm Xuân Quang và Đinh Văn Ngọc đã quyết định việc gửi tiền của công ty lọc hóa dầu Bình Sơn vào ngân hàng Ocean Bank. Do đó đã được Nguyễn Minh Thu, nguyên tổng giám đốc của Ocean Bank, đã chi ngoài hợp đồng, còn gọi là tiền chi chăm sóc khách hàng. Cụ thể, thì Vũ Mạnh Tùng đã nhận được 2,9 tỷ đồng và 40.000 đô la, Nguyễn Hoài Giang đã nhận 2,9 tỷ đồng, Phạm Xuân Quang đã nhận 1,8 tỷ đồng và 20.000 đô la Đinh Văn Ngọc đã nhận và chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng. Viện Kiểm sát xác định các bị cáo đã lạm dụng chức vụ quyền hạn của mình để nhận và chiếm đoạt tiền lãi suất ngoài hợp đồng thông qua việc công ty lọc hóa dầu Bình Sơn gửi tiền tại Ngân hàng Đại Dương. Hành vi của các bị cáo đủ căn cứ kết luận vào tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày.